Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiện hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Tuần vàng hốt bạc tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Gặp thời đổi vận, trúng lớn liên tiếp, tiền vàng ùn ùn đổ về, vào nước đố đổ dách nếu biết điều này. Quý vị thân mến, ông bà ta vẫn thường có câu an cư lạc nghiệp. An ở đây là yên ổn, cư là nơi ở, lạc chính là yên thích. Còn nghiệp là nghề nghiệp, an cư nghĩa là yên ổn chuyện nhà cửa, yên bề gia thất. Còn lạc nghiệp ý chỉ công việc phù hợp, ổn định. Câu thành ngữ thường được ông bà ta dùng để răn dạy nhắc nhở con cháu phải chú trọng việc ổn định nơi ăn chốn ở. Công việc phù hợp thì cuộc sống mới ổn định, sự nghiệp mới trở nên hanh thông, thuận lợi. Tuy nhiên, theo góc nhìn thực tế mà nói, có nhiều người vẫn đang trong cảnh nay đây mai đó, công việc bấp bênh, có khi phải làm công việc mà mình không thích. Bản thân sẽ chứa đựng nhiều bực dọc, nếu vì tiền mà làm công việc đó, thì có lẽ cả đời bao giờ cũng có một nỗi niềm sâu thẳm chẳng thể chia sẻ cùng ai. Để tìm được một công việc mình ưa thích vừa kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân không hề dễ chút nào. Có nhiều người không có dũng khí để nghỉ việc, cả đời cứ âm thầm và lầm lũi sống cuộc sống không cảm xúc. Còn có những người cứ mãi mê chạy theo những thứ phù phiếm hoặc cảm giác yêu thích nhất thời, mà nhảy hết việc này đến việc khác, cả đời không có một lần yên ổn, trừ khi ta bước vào một giai đoạn nhất định trong cuộc đời. Biết được đâu là thời điểm nắm bắt cơ hội thì mới có được sự nghiệp bền vững, ổn định, thì ta mới an tâm tận hưởng cuộc sống. Những năm vừa qua, Đinh Dậu liên tiếp gặp hạn đồ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy vẫn biết rằng qua cơn bí cực tới hồi Thái Lai, nhưng có phải ai cũng có thể vượt qua được nghịch cảnh ấy. Theo tử vi, năm 2024 là thời điểm tốt để nhiều con giáp phất lên làm giàu. Trong đó có tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 khi bước vào tháng 10 âm lịch tới đây. Nếu biết trước ba thiên cơ này có thể vững tin đối đầu thử thách, tìm ra cơ hội vươn lên trong cuộc sống, đổi đời giàu sang, tiền bạc đầy két, có nhà rộng xe sang, công danh thành toại khiến cả làng ngã mũ thán phục. Vậy thiên cơ đó là gì? Có ảnh hưởng đến sự nghiệp tiền bạc của tuổi Đinh Dậu hay không? Xin mời quý vị cùng đón xem luận giải của mình ngay sau đây nhé. Tiên tri chấn động, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 gặp thời đổi vận, trúng lớn liên tiếp, tiền vàng ùn ùn đổ về, vào nước đố đổ dách nếu biết điều này. Bước vào tháng 10 âm lịch năm 2024, tháng này hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm phong phú và đáng nhớ cho những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Sự tương tác giữa thiên can ất và địa chi hợi không chỉ tạo ra những cơ hội mới, mà còn thúc đẩy bản mệnh phát triển toàn diện trong cả sự nghiệp, tài chính, tình cảm và sức khỏe. Hãy cùng khám phá những khía cạnh nổi bật trong tháng này. Thiên can ất thuộc hành mộc thể hiện sự sinh sôi, phát triển và sáng tạo. Mộc đại diện cho sức sống mãnh liệt, sức mạnh của thiên nhiên và sự đổi mới. Những người thuộc tuổi Đinh Dậu sẽ được hưởng lợi từ năng lượng này trong suốt tháng 10 âm lịch. Sự hiện diện của thiên can ất thúc đẩy bản mệnh không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, luôn sẵn sàng để khám phá những lĩnh vực chưa từng thử sức. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thử nghiệm những ý tưởng mới và phát triển kỹ năng cá nhân. Địa chi hợi biểu trưng cho sự thịnh vượng và cảm xúc dồi dào, mang đến sự hài hòa trong các mối quan hệ xã hội. Hợi cũng gợi ý về sự hỗ trợ từ những người xung quanh, tạo cơ hội cho những mối kết nối đáng giá.
Sự giao hòa giữa thiên can ất và địa chi hợi sẽ mang đến những tín hiệu tích cực trong các mối quan hệ. Bạn sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người và những người xung quanh sẽ có xu hướng hướng về bạn nhiều hơn. Đây là thời điểm để xây dựng và củng cố các mối quan hệ. Từ bạn bè đến đối tác trong công việc, hãy tận dụng sự hỗ trợ này để đạt được những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống. Về phương diện tài lộc, tháng 10 âm lịch hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội cho những người tuổi Đinh Dậu. Sự tương sinh giữa thiên can ất và địa chi hợi tạo ra những tín hiệu tích cực trong tài chính, giúp bạn mở rộng đầu tư và thu hút nguồn tài nguyên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, không phải tất cả các cơ hội đều có thể mang lại lợi nhuận ngay lập tức. Sẽ có những dự án cần sự đầu tư dài hạn và không thể mang lại kết quả ngay lập tức. Do đó, bản mệnh cần cẩn trọng và không nên vội vàng đưa ra quyết định. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng và chỉ đầu tư vào những lĩnh vực bạn đã nghiên cứu cẩn thận. Bên cạnh đó, những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ có cơ hội mở rộng hợp tác, phát triển mạng lưới và xây dựng mối quan hệ với các đối tác tiềm năng. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tạo dựng niềm tin và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi. Tháng 10 âm lịch cũng sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho đời sống tình cảm của bạn. Địa chi hợi không chỉ đại diện cho sự thịnh vượng mà còn gợi mở về những trải nghiệm tình cảm sâu sắc và chân thành. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, đây là thời điểm lý tưởng để cả hai cùng nhau chia sẻ và giải quyết những vấn đề tồn đọng, tạo nên một sự gắn bó vững chắc hơn. Nếu bạn còn độc thân, hãy mở lòng và sẵn sàng đón nhận những mối quan hệ mới. Những cơ hội tình cảm sẽ đến với bạn qua các cuộc gặp gỡ xã hội hoặc thông qua bạn bè. Sự cởi mở và chân thành sẽ thu hút người khác đến gần bạn hơn. Hãy tin vào cảm xúc của mình và đừng ngần ngại thể hiện nó. Dù tháng 10 âm lịch mang đến nhiều cơ hội và thách thức, bạn cũng cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của bản thân. Thiên can ất tạo ra năng lượng tích cực, nhưng cũng có thể dẫn đến việc bạn quá hăng say với công việc, bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Để bảo đảm sức khỏe tốt nhất, hãy lập kế hoạch cho những hoạt động thể chất đều đặn. Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và thư giãn sẽ giúp bạn giữ gìn năng lượng và sức khỏe. Ngoài ra, hãy dành thời gian cho các hoạt động thư giãn như yoga hoặc thiền để tâm trí luôn được thoải mái. Tháng 10 âm lịch năm 2024 là một giai đoạn đầy triển vọng cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Nhờ vào sự ảnh hưởng tích cực của thiên can ất và địa chi hợi, bạn sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, củng cố mối quan hệ xã hội và tài chính. Đồng thời, cần chú ý đến sức khỏe để đảm bảo một tháng đầy thành công và hạnh phúc. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch của năm 2024 mang đến một bức tranh đầy sắc màu cho người tuổi Đinh Dậu. Tuy nhiên, cũng như một bức tranh vẽ, bạn sẽ cần có sự quyết tâm và sự chỉnh chu trong việc sắp xếp các sắc thái của cuộc sống. Tử vi cho thấy, bạn có thể sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi một loạt các mục tiêu và mong muốn nhảy múa trong tâm trí, khiến bạn khó khăn trong việc tập trung. Thời điểm này, việc ghi lại những ước mơ và kế hoạch sẽ rất cần thiết. Hãy để bút viết ra những điều bạn muốn đạt được và mạnh dạn gạch bỏ những gì không thực tế, những điều chỉ làm tốn thời gian và năng lượng của bạn. Đừng quên rằng, thời gian và năng lượng của mỗi người là có hạn. Do đó, chỉ nên tập trung vào một vài điều thật sự quan trọng trong mỗi thời điểm. Điều này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và tránh cảm giác kiệt sức. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy rằng, bạn có thể cảm thấy cô đơn trong chuyện tình cảm, như một chiếc bóng lặng lẽ trôi giữa dòng đời. Sự thiếu quan tâm từ những người xung quanh khiến bạn đôi khi rơi vào tâm trạng buồn tủi, tự mình đối diện với những khó khăn mà không có ai bên cạnh. Đó chính là lúc bạn cần tìm kiếm sự đồng cảm và mở lòng hơn với những người yêu thương bạn. Dù cuộc sống có đưa ra nhiều thử thách, đừng để sự nản lòng đánh gục bạn. Mỗi lần bạn bắt đầu một điều gì đó mới, niềm hy vọng dâng trào nhưng lại dễ dàng bị dập tắt khi gặp phải trở ngại. Hãy nhớ rằng, thất bại chỉ là tạm thời và chỉ có những ai dám đối diện với khó khăn mới có thể viết nên câu chuyện thành công cho riêng mình. Với sự ảnh hưởng của dịch mã, tháng này là thời điểm lý tưởng để bạn di chuyển và khám phá những cơ hội mới. Dù có phải bỏ ra nhiều công sức, nhưng kết quả cuối cùng sẽ rất xứng đáng. Đôi khi, sự vất vả và những chuyến đi xa xôi lại mang đến cho bạn những phần thưởng bất ngờ, giúp bạn đạt được những điều mà trước đây bạn chỉ dám mơ ước. Ngũ hành tương sinh là một điểm sáng trong bức tranh tổng thể tháng này. Sự kết nối, hợp tác với những người xung quanh sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn là người tài năng, năng động và được mọi người yêu mến. Hãy ghi nhớ rằng,
Bạn có khả năng tạo ra những điều kỳ diệu nếu biết trân trọng sự tin tưởng mà người khác dành cho mình. Đừng làm họ thất vọng, vì đó chính là nguồn động lực lớn nhất để bạn tiếp tục tiến bước trên con đường phía trước. Tử vi sự nghiệp tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch của năm 2024 sẽ là một thời điểm thú vị và đầy hứa hẹn cho người tuổi Đinh Dậu. Tử vi cho thấy bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp. Đây không chỉ là những cuộc gặp gỡ thông thường, mà là những cơ hội quý báu để bạn xây dựng và củng cố các mối quan hệ có giá trị. Hãy dành chút thời gian và công sức để hỗ trợ họ trong các dự án lớn. Chính những trải nghiệm này sẽ là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của bạn trong tương lai. Đối với những ai đang khởi nghiệp, tháng này có thể mang đến một số thử thách không nhỏ. Bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và đôi khi mất đi niềm tin vào bản thân. Khi các mục tiêu không đạt được như mong muốn, nhưng hãy nhớ rằng mọi hành trình đều cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Việc thành công ngay từ đầu không phải lúc nào cũng là điều khả thi. Hãy kiên nhẫn và dũng cảm đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, vì mỗi khó khăn đều mang đến bài học quý giá cho bạn. Tỷ kiên xuất hiện trong tháng này như một lời nhắc nhở bạn rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Sự linh hoạt và khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới chính là chìa khóa để bạn vượt qua thử thách. Khi gặp phải khó khăn, hãy bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và tìm ra giải pháp. Đừng quên ghi nhớ những gì bạn đã học được từ mỗi tình huống, bởi chúng sẽ giúp bạn vững vàng hơn trong tương lai. Ngoài ra, một điều quan trọng không kém là cách bạn đối xử với đồng nghiệp. Nếu có một lỗi nhỏ nào đó từ họ, đừng vì thế mà chỉ trích hay nhắc đi nhắc lại. Bạn cũng từng phạm phải những sai lầm tương tự và đã được người khác tha thứ. Hãy sống bao dung và thấu hiểu, tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện và lành mạnh. Như vậy, không chỉ bạn mà cả mọi người xung quanh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc cùng nhau. Nhìn chung, tháng 10 âm lịch sẽ là khoảng thời gian đầy hứa hẹn, mở ra nhiều cơ hội mới cho bạn. Hãy nắm bắt những cơ hội này với sự tự tin và lòng kiên trì. Với sự quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể biến những thách thức thành bàn đạp cho sự thành công trong sự nghiệp của mình. Tử vi tài lộc tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch của năm 2024, tài vận của tuổi Đinh Dậu có những tín hiệu tích cực, nhưng đằng sau những đồng tiền bạn kiếm được chính là sự vất vả và nỗ lực không ngừng nghỉ. Những thành quả này không chỉ đơn thuần là may mắn, mà là minh chứng cho những giờ làm việc chăm chỉ và sự cống hiến hết mình. Hãy ghi nhớ rằng, mỗi đồng tiền bạn kiếm ra đều mang trong mình giá trị, vì vậy, hãy trân trọng và gìn giữ chúng thật cẩn thận. Thế nhưng, trong thời gian này, bạn cũng cần đặc biệt cảnh giác với những cơ hội đầu tư ma đầy mạo hiểm. Có thể để bạn sẽ bị cuốn hút bởi những lời mời chào hấp dẫn với lợi nhuận cao mà những dự án này hứa hẹn. Tuy nhiên, đừng để sự tò mò hay lòng tham lấn át lý trí. Nếu bạn muốn tìm hiểu, hãy làm điều đó với cái đầu lạnh và một trái tim sáng suốt. Hãy nhớ rằng, không có điều gì dễ dàng mà lại không có cái giá của nó. Trong những tuần tới, việc điều chỉnh kế hoạch chi tiêu và quản lý tài chính là vô cùng cần thiết. Có thể bạn đã dành quá nhiều cho những nhu cầu không thật sự cấp thiết như quần áo mới hay mỹ phẩm và đã đến lúc cần phải cân nhắc lại. Hãy đặt ra các mục tiêu tài chính rõ ràng và thực tế để tránh việc dung tay quá tráng. Hãy tìm kiếm niềm vui trong việc tích lũy và gia tăng tài sản của mình. Đó là cách giúp bạn tập trung vào những điều có ý nghĩa và tránh xa đà vào những thói quen tiêu cực, như mua sắm không cần thiết hay bàn tán về người khác. Khi bạn quá bận rộn với công việc và các kế hoạch đầu tư, những thói quen xấu này sẽ ít có cơ hội xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Cuối cùng, hãy nhìn vào bức tranh lớn hơn. Tài lộc không chỉ đơn thuần là tiền bạc, mà còn là cách bạn quản lý nó, phát triển nó và sử dụng nó để phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đặt ra những mục tiêu rõ ràng và dũng cảm bước đi trên con đường tài chính của riêng bạn, bạn sẽ thấy được những kết quả xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Tử vi sức khỏe tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch năm 2024, sức khỏe của tuổi Đinh Dậu sẽ chịu tác động không nhỏ từ nhị hắc khi nó nhập cung Đông Nam. Tình hình thời tiết mùa này có thể gây ra những khó khăn cho bạn, đặc biệt là liên quan đến đường hô hấp. Khí hậu hanh khô cùng với ô nhiễm không khí có thể khiến bạn dễ mắc phải các bệnh như cảm cúm hay viêm đường hô hấp. Vì vậy, việc bảo vệ bản thân là điều hết sức cần thiết. Hãy tạo thói quen đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, không chỉ giúp bạn bảo vệ đường hô hấp, mà còn tránh được khói bụi và vi khuẩn độc hại. Hơn nữa,
Làn da của bạn cũng cần được chăm sóc kỹ lưỡng trong thời điểm này. Hãy sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm để bổ sung độ ẩm cho làn da, giúp nó duy trì sự mềm mại và sức sống. Bạn nên nhớ rằng, khi cơ thể khỏe mạnh, làn da sẽ tự nhiên rạng rỡ và tỏa sáng. Bên cạnh việc chăm sóc bản thân từ bên ngoài, đừng quên tạo cho mình những khoảnh khắc thư giãn để tái tạo năng lượng. Thời gian này chính là cơ hội tuyệt vời để bạn tham gia vào những hoạt động thể chất nhẹ nhàng như yoga hay đạp xe, không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn mang lại sự cân bằng cho tâm trí. Những buổi tập yoga không chỉ giúp bạn tăng cường sức đề kháng mà còn giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại sự tĩnh lặng cho tâm hồn. Hãy tận dụng khoảng thời gian chậm lại này để kết nối với bản thân. Một buổi sáng thư giãn với tách trà nóng hoặc một buổi chiều lang thang trong công viên sẽ giúp bạn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Xoa dịu những căng thẳng thường ngày, hãy chăm sóc sức khỏe của mình như cách bạn chăm sóc những người bạn yêu thương nhất, bởi một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng cho mọi thành công trong cuộc sống. Nhớ rằng, sức khỏe không chỉ là việc không mắc bệnh, mà còn là cách bạn sống và chăm sóc bản thân mỗi ngày. Hãy tạo cho mình một lối sống lành mạnh, cân bằng và tràn đầy năng lượng bạn nhé. Tử vi tình duyên tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch năm 2024, bức tranh tình duyên của người tuổi Đinh Dậu có thể nói là khá ổn định, nhưng lại mang theo chút cảm giác cứng nhắc và tĩnh lặng. Cuộc sống lứa đôi như một chiếc cầu được xây dựng vững chãi, nhưng thiếu đi sự mềm mại và ấm áp. Có lẽ cả hai bạn đều cảm thấy một chút chênh lệch trong tâm hồn, khiến cho mối quan hệ không thể đạt được sự thấu hiểu sâu sắc như mong đợi. Trong những lúc khó khăn, khi nửa kia của bạn cảm thấy lạc lõng giữa những thành viên trong gia đình, bạn hãy trở thành một bến đỗ an toàn cho họ. Hãy lắng nghe họ tâm sự, chia sẻ những điều họ đang suy tư. Tuy nhiên, hãy cẩn thận không trở thành người đổ thêm dầu vào lửa. Đôi khi, sự thật không như những gì bạn nghĩ, và việc phán xét khi chưa biết rõ ràng mọi chuyện có thể tạo ra những hiểu lầm đáng tiếc. Dẫu vậy, không phải tất cả đều ảm đạm trong tháng này. Có những cặp đôi đã bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung, xóa bỏ những mâu thuẫn không đáng có trong cuộc sống. Những cuộc trò chuyện chân thành, những ánh mắt hiểu nhau sẽ làm cho tình yêu thêm phần rực rỡ. Thậm chí, không ít cặp đôi sẽ đón nhận những tin vui bất ngờ. Có thể là sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình. Điều này không chỉ là một tin mừng, mà còn là dấu hiệu cho thấy tình cảm của bạn đang dần nảy nở và trưởng thành. Hãy cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đẹp, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Dù cuộc sống có bộn bề, nhưng một bữa tối lãng mạn hay một buổi đi dạo tay trong tay có thể làm cho tình yêu của bạn trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tình yêu không chỉ là những gì bạn nói, mà còn là những gì bạn làm và cảm nhận. Hãy để trái tim mình mở rộng, để tình yêu có cơ hội thăng hoa và để bạn cùng nửa kia vượt qua mọi thử thách cùng nhau. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp các bác đón lành tránh dữ và làm giàu thành công các bác nhé. Tử vi tuần 1 tháng 10 âm lịch. Tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch năm 2024 hứa hẹn sẽ mang đến cho những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 một khởi đầu đầy hứa hẹn và những trải nghiệm thú vị. Với vận khí dồi dào, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng rằng những cơ hội mới đang lần lượt mở ra trước mắt mình, như những cánh cửa dẫn đến những chân trời mới mẻ và đầy tiềm năng. Ngay từ những ngày đầu tháng, bạn sẽ có cơ hội giao lưu và gặp gỡ những người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực của mình. Đây không chỉ là dịp để bạn mở rộng mối quan hệ, mà còn là cơ hội để học hỏi từ những người đi trước, những người có thể định hướng cho bạn trong những bước đi tiếp theo. Hãy tận dụng tối đa những cơ hội này để biến chúng thành bước đệm cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để không bỏ lỡ những cơ hội quý giá này, bạn cần phải giữ vững sự tập trung vào công việc, đừng để những yếu tố bên ngoài làm bạn sao nhãng. Đặc biệt là trong những thời điểm quan trọng, cấp trên sẽ không ngần ngại ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà bạn đạt được. Nếu bạn thể hiện sự chăm chỉ và cống hiến hết mình, hãy can đảm đón nhận những thử thách mới, bởi đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Về phương diện tài chính, tuần này mang đến cho bạn nhiều tín hiệu khả quan. Những nỗ lực của bạn trong quá khứ có thể được đền đáp xứng đáng khi bạn nhận được khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ những dự án đầu tư trước đó. Hãy ghi nhớ rằng, mỗi đồng tiền bạn kiếm được đều có giá trị, không chỉ về mặt vật chất mà còn về sự nỗ lực và công sức bạn đã bỏ ra.
đừng quên trân trọng những gì mình có và lên kế hoạch cho việc sử dụng tài chính một cách thông minh. Hãy đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng phát triển trong tương lai hoặc đơn giản là tiết kiệm để chuẩn bị cho những cơ hội lớn hơn sau này. Trong tuần này, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những quý nhân như người tuổi Mùi và Hợi, những người có thể giúp đỡ bạn trong công việc và mang lại những lời khuyên quý báu. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là những người thuộc tuổi Thìn và Dậu. Họ có thể là những nhân tố gây cản trở cho bạn. Hãy khéo léo trong giao tiếp và xử lý các mối quan hệ xung quanh để không rơi vào bẫy của những điều không mong muốn. Màu sắc may mắn trong tuần này sẽ là xanh da trời và trắng. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự bình yên mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và may mắn trong công việc. Hãy sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng hàng ngày để thu hút thêm vận khí tốt lành. Các con số may mắn 34, 22, 89 và 01 có thể mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ. Hãy chú ý đến những con số này. Có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc thậm chí trong các quyết định quan trọng mà bạn cần đưa ra. Tử vi tuần 2 tháng 10 âm lịch. Khi bước vào tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch, những người tuổi Đinh Dậu sẽ cảm nhận rõ ràng rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng. Thay vào đó, bạn sẽ phải đối mặt với một số thử thách đáng kể trong công việc. Có thể có sự cạnh tranh gay gắt từ đồng nghiệp và lúc này khả năng của bạn sẽ được kiểm chứng. Đây là thời điểm mà bạn không nên ngần ngại bộc lộ tài năng của mình. Sự chú ý từ mọi người xung quanh có thể giúp bạn khẳng định vị trí của mình trong môi trường làm việc. Hãy nhớ rằng, thành công không chỉ đến từ việc bạn hoàn thành nhiệm vụ, mà còn từ cách bạn thể hiện bản thân. Hãy tự tin vào những gì bạn đã học hỏi và đạt được. Và đừng quên rằng, sự cạnh tranh đôi khi cũng có thể mang lại những cơ hội mới. Hãy tận dụng những khó khăn này để phát triển bản thân và tìm ra những giải pháp sáng tạo cho những vấn đề khó khăn. Tình hình tài chính trong tuần này có vẻ ổn định nhưng chưa có sự đột phá. Bạn nên xem xét lại các khoản chi tiêu để tránh lãng phí và giữ cho ngân sách của mình luôn trong tình trạng khỏe mạnh. Đây không phải là thời điểm để mạo hiểm đầu tư vào những lĩnh vực chưa chắc chắn. Vì vậy, hãy kiên nhẫn và chờ đợi những cơ hội rõ ràng hơn. Hãy ghi nhớ rằng, sự bình tĩnh và sáng suốt trong quyết định tại tài chính sẽ giúp bạn đạt được thành công lâu dài. Một mẹo nhỏ cho bạn là hãy lập danh sách chi tiêu và so sánh với thu nhập hàng tháng của mình. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về tài chính cá nhân, từ đó dễ dàng điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho phù hợp. Về mặt tình cảm, tuần này có thể mang đến những cảm giác căng thẳng giữa các thành viên trong gia đình. Có thể bạn sẽ cảm thấy có sự hiểu lầm hoặc không hài lòng từ phía người thân và điều này cần được giải quyết một cách khéo léo. Hãy chủ động tìm kiếm sự hòa hợp bằng cách lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của họ. Một cuộc trò chuyện chân thành từ trái tim đến trái tim có thể giúp xoa dịu những bức xúc và đem lại sự đồng thuận trong gia đình. Nhớ rằng, sự chia sẻ và thấu hiểu không chỉ giúp bạn giải quyết mâu thuẫn mà còn tạo ra mối liên kết vững chắc giữa các thành viên. Hãy dành thời gian để chăm sóc các mối quan hệ của mình, vì tình cảm gia đình là điều quý giá nhất mà bạn có. Trong tuần này, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những quý nhân như người tuổi Dần và Ngọ, những người có thể giúp đỡ bạn trong công việc và cuộc sống cá nhân. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Hợi và Tý, họ có thể là những nhân tố gây cản trở cho bạn. Hãy khéo léo trong giao tiếp và xử lý các mối quan hệ xung quanh để không rơi vào bẫy của những điều không mong muốn. Màu sắc may mắn trong tuần này sẽ là đỏ và trắng. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự may mắn mà còn tạo động lực cho bạn trong công việc. Hãy sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng hàng ngày để thu hút thêm vận khí tốt lành. Các con số may mắn 15, 36, 48 và 52 có thể mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ trong tuần này. Hãy chú ý đến những con số này. Có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc thậm chí trong các quyết định quan trọng mà bạn cần đưa ra. Tử vi tuần 3 tháng 10 âm lịch. Trong tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch, tuổi Đinh Dậu sẽ cảm nhận được những tín hiệu tích cực trong công việc. Như ánh nắng đầu tiên của mùa xuân sau những ngày mưa gió, bạn có thể nhận được cơ hội hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng. Những mối quan hệ mới mẻ này không chỉ mở ra nhiều hướng đi mới cho sự nghiệp, mà còn giúp bạn khẳng định được giá trị của bản thân trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Hãy chủ động thể hiện ý tưởng và quan điểm của mình một cách tự tin và sáng tạo. Đừng ngại ngần chia sẻ những quan điểm cá nhân của bạn, bởi đây chính là thời điểm mà những ý tưởng độc đáo sẽ được đánh giá cao. Bạn có khả năng tạo ra những đột phá mới trong công việc và nếu thành công,
Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bạn trong tương lai. Về mặt tài chính, tuần này mang đến cho bạn những khoản thu không ngờ từ việc đầu tư hoặc kinh doanh. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy những nỗ lực trước đây của bạn đang bắt đầu mang lại thành quả. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn cân nhắc các kế hoạch lớn hơn cho tương lai, có thể là một dự án đầu tư mới hoặc mở rộng kinh doanh. Hãy tự tin vào khả năng phân tích và dự đoán của mình. Sự liều lĩnh có tính toán sẽ có thể mang lại những lợi ích lớn. Tuy nhiên, hãy luôn ghi nhớ rằng, trong đầu tư không có gì là chắc chắn, đánh giá cẩn thận rủi ro và đừng để lòng tham dẫn dắt quyết định của bạn. Hãy tỉnh táo và kiên nhẫn, những cơ hội lớn sẽ đến với bạn trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, bạn cần chú ý đến sức khỏe của mình. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe nhỏ như cảm cúm hay mệt mỏi do căng thẳng. Hãy chăm sóc bản thân và dành thời gian cho các hoạt động thể chất như đi bộ, tập yoga hoặc tham gia các lớp thể dục. Việc duy trì sức khỏe tốt không chỉ giúp bạn có tinh thần làm việc tốt hơn, mà còn tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh bạn. Đừng quên rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn có. Chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể cống hiến hết mình cho công việc và cuộc sống. Trong tuần này, bạn sẽ có sự hỗ trợ từ quý nhân là những người tuổi Tý và Ngọ. Họ có thể giúp bạn trong những quyết định quan trọng hoặc mang đến những cơ hội bất ngờ. Hãy tận dụng những mối quan hệ này để mở rộng thêm tầm nhìn và cải thiện khả năng làm việc nhóm. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Dậu và Sửu. Họ có thể có những ý đồ không tốt và làm bạn mất tập trung. Hãy khéo léo trong giao tiếp và tránh để những rắc rối không cần thiết ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu suất làm việc của bạn. Màu sắc may mắn cho tuần này sẽ là xanh dương và tím. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự bình yên mà còn khơi dậy nguồn cảm hứng, sáng tạo trong công việc của bạn. Hãy thử sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng cá nhân để thu hút thêm may mắn. Các con số may mắn 22, 29, 41 và 57 sẽ là những con số may mắn giúp bạn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng trong tuần này. Hãy chú ý đến những con số này, có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc thậm chí trong các quyết định công việc. Tử vi tuần cuối tháng 10 âm lịch. Trong tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch, tuổi Đinh Dậu sẽ bước vào một giai đoạn đầy triển vọng và những dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn cuối cùng cũng đã được cấp trên ghi nhận và đây chính là lúc để bạn tự hào về những gì mình đã đạt được. Bạn không còn phải giữ kín những thành công của mình, hãy mạnh dạn chia sẻ và thể hiện bản thân, bởi sự tự tin này sẽ giúp bạn khẳng định vị trí của mình trong tập thể. Sự công nhận từ cấp trên không chỉ mang lại niềm vui mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc. Có thể bạn sẽ được giao phó những dự án quan trọng và điều này sẽ là cơ hội vàng để bạn tỏa sáng. Hãy tận dụng thời điểm này để thể hiện khả năng lãnh đạo và sáng tạo của mình. Những ý tưởng mà bạn từng ấp ủ, giờ đây có thể trở thành hiện thực và bạn hoàn toàn có khả năng biến những khó khăn thành những bậc thang, đưa bạn lên cao hơn trong sự nghiệp. Về mặt tài chính, tuần này sẽ mang đến cho bạn những dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Bạn có thể nhận được khoản thưởng xứng đáng từ những nỗ lực trước đó hoặc thu hồi được những khoản nợ đã chờ đợi từ lâu. Đây thực sự là một tin vui, giúp bạn cảm thấy an tâm hơn về mặt tài chính. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng khoản tiền này. Việc đầu tư vào những cơ hội hợp lý sẽ giúp bạn gia tăng tài sản và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc hơn trong tương lai. Đừng quên lập một kế hoạch tài chính cho những tháng tiếp theo. Một cái nhìn rõ ràng về mục tiêu tài chính sẽ giúp bạn đạt được những thành tựu lớn hơn. Trong lĩnh vực tình cảm, tuần này sẽ chứng kiến những mối quan hệ trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Bạn và người ấy có thể cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến đi hoặc tham gia vào các hoạt động thú vị, tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ. Hãy trân trọng những giây phút bên nhau, những cuộc trò chuyện chân thành và những khoảnh khắc vui vẻ sẽ củng cố thêm tình cảm giữa hai bạn. Nếu bạn còn độc thân, đây có thể là thời điểm tốt để mở lòng và tìm kiếm những mối quan hệ mới. Hãy tham gia vào các hoạt động xã hội, nơi bạn có thể gặp gỡ những người có cùng sở thích và mục tiêu. Hãy duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe trong thời gian này. Việc chăm sóc bản thân không chỉ giúp bạn giữ được năng lượng tích cực, mà còn tạo ra sức đề kháng tốt cho cơ thể. Hãy dành thời gian để tham gia vào các hoạt động thể chất như tập thể dục, yoga hoặc đơn giản là đi bộ. Những hoạt động này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng cho những ngày tiếp theo. Ngoài ra, hãy chú ý đến chế độ ăn uống của mình.
Việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý sẽ góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần của bạn. Trong tuần này bạn sẽ có sự hỗ trợ từ quý nhân là những người tuổi Hợi và Tý. Họ sẽ giúp bạn trong những quyết định quan trọng hoặc cung cấp những thông tin hữu ích để bạn có thể tiến xa hơn trong công việc. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ khi cần thiết. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Mão và Dậu. Họ có thể có những ý đồ không tốt và làm bạn mất tập trung. Hãy giữ thái độ bình tĩnh và tập trung vào những điều tích cực. Đừng để những điều tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất làm việc của bạn. Màu sắc may mắn cho tuần này sẽ là cam và nâu. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự ấm áp mà còn tạo ra cảm giác an lành và ổn định. Hãy thử sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng cá nhân để thu hút thêm may mắn. Các con số may mắn 28, 39, 46 và 53 sẽ là những con số may mắn giúp bạn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng trong tuần này. Chú ý đến những số này, có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc trong các quyết định công việc. Thưa các bác, trong cuộc sống, có những thứ bạn càng mong bạn càng bị dụt khỏi tầm tay, và bí quyết thoát nghèo cũng không phải ngoại lệ. Chỉ khi bạn chấp nhận thực tế để nỗ lực vươn lên, tốt hơn lên mỗi ngày mới là khôn ngoan. Ai cũng mơ về cuộc sống giàu có, sung sướng, nhưng hầu hết chúng ta toàn làm sai cách, nên dù có chăm chỉ, nỗ lực, nhưng không đúng thì cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Vậy làm thế nào để cuộc sống của bạn có thể thay đổi? Dưới đây là 4 nguyên tắc Phật dạy, hay còn gọi là bí quyết thoát nghèo, mà bạn nên biết. 1. Dù nghèo vẫn cố gắng giúp đỡ người khác. Đừng cho rằng mình nghèo nên không có khả năng làm gì. Ngay cả việc hỗ trợ ai đó, việc mong muốn giúp đỡ xuất phát từ trong tâm, là hành động tốt đẹp nho nhỏ, đủ làm ấm áp tình người. Thời xưa đã có người từng hỏi Phật: con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời: không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiến. Nhiều người thường nghĩ đợi khi nào mình thật giàu mình sẽ giúp đỡ mọi người, nhưng đợi bao giờ bạn mới giàu đây? Thực tế, việc giúp đỡ người khác không nhất thiết phải đợi đến lúc bản thân có đầy đủ khả năng, tiền bạc. Đọc qua bài viết khi nào có thể giúp người, tiểu đồ đệ bất ngờ khi tìm ra câu trả lời. Bạn sẽ hiểu rằng chúng ta có thể ra tay giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Vì thế, hãy thực hành ngay từ lúc này. Đúng là người giàu làm phước rất dễ dàng, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban tặng cho người nghèo. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được tốt dần lên. 2. Không bao giờ mong giàu. Nghe có vẻ nực cười khi bí quyết thoát nghèo lại là không mong mình giàu, nhưng bạn nên hiểu rằng nếu bạn muộn phiền, dằn vặt, đau khổ chỉ vì mình chưa giàu nổi thì có phải là điều gì tốt đẹp? Ít nhất chúng ta phải biết chấp nhận hoàn cảnh và từ đó có động lực vươn lên. Không nên như những kẻ khát khao giàu có quá mà làm những việc tổn phước để có được tiền bạc. Họ đâu biết rằng nếu phước đức không lớn thì lúc nào đó tiền bạc đó của bạn rồi cũng sẽ đội nón ra đi. Nhiều người cứ nghĩ rằng giàu có mới có khả năng làm phước, nhưng không phải vậy. Chúng ta phải làm phước, phải có phước thì mới có tiền. Đó là lý do theo lời Phật dạy về giúp đỡ người khác, đổi giận không ngờ từ việc làm nhỏ. Phước ở đây chính là những việc làm lợi ích chúng ta giúp người, giúp đời. Còn suốt ngày chỉ ngồi nghĩ về tiền thì tiền càng không đến, càng mong muốn nhiều tiền thì tiền càng không có. 3. Nghèo khổ cũng là cơ hội. Chúng ta tồn tại trên đời này là để học tập một điều gì đó. Ví dụ như chúng ta đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ là để chúng ta thấu hiểu hoàn cảnh những người cùng cảnh ngộ, thương yêu những người khác đang bị xã hội bỏ quên. Có như vậy thì cơ hội thành công của chúng ta sẽ cao hơn khi chúng ta thấu hiểu lòng người. Biết đặt vị trí của mình vào vị trí người khác dễ dàng hơn. Thương yêu được mọi người là chất liệu, nền tảng của những việc thiện lành, những việc tạo ra phước đức giúp chúng ta vượt lên. Vì những người sinh ra trong cảnh giàu có thường không thể thấu hiểu và cảm thông được nỗi khổ của người nghèo, vì họ chưa từng trải qua. 4. Hiểu rằng mình nghèo là do mình đã từng sai lầm. Chắc có đôi lần bạn phân vân tự hỏi, vì sao có người sinh ra đã là công chúa, hoàng tử, trong khi đó có người sinh ra lại là con của một người ăn mày. Đó là do duyên lành từ trong quá khứ đã tạo ra quả ngọt ở kiếp này. Những người mà chúng ta hay cho rằng họ may mắn, thực ra họ đã sống thiện lương, giúp đỡ nhiều người ở kiếp trước và nay họ được đền đáp lại mà thôi. Bí quyết thoát nghèo ở đây đó là hiểu ra vì sao bạn nghèo. Có thể một phần lý do là quá khứ chúng ta đã phạm sai lầm nào đó,
Chỉ khi nhận thức được điều này, chúng ta mới thức tỉnh bản thân, tránh xa những điều gây tổn hại cho người khác, đồng thời sám hối những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Sám hối ở đây là phải có thái độ đúng, phải biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ mà bây giờ không tự nhìn ra được. Chính cái biết này là sự sám hối, âm thầm giúp ta nhanh chóng thoát khỏi nghiệp cũ. Cũng có thể chúng ta chẳng thể đủ duyên để biết mình đã phạm lỗi lầm gì trước đây, vì thế ở hiện tại, cứ cố gắng tránh gây ra thêm lỗi lầm ở hiện tại vậy.